Sau một tuần diễn ra với sự tham gia của 13 đơn vị nghệ thuật, tối hôm qua ngày 3 tháng 10 tại Rạp Công nhân 42 Tràng Tiền Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội tổ chức bế mạc Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 5. Tham dự liên hoan, công chúng được thưởng thức 13 tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, kịch nói với các nội dung về đề tài lịch sử, dã sử, dân gian và hiện đại. Trong đó có nhiều tác phẩm đề cao tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nhân cách, phẩm chất con người Việt Nam. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 2 giải vàng cho vở Bạch Đàn Liễu của sân khấu Lục Tim và vở Người tốt nhà số 5 của Nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải bạc cho các vở diễn, cùng 21 huy chương vàng, 31 huy chương bạc cho các cá nhân là các nghệ sĩ có thành tích xuất sắc tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 4 năm 2020.